Thưa quý vị, ngày 17 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hồng, 58 tuổi, tổng giám đốc công ty cổ phần Tín Nghĩa, nguyên tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư Nhân Trạch về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi trên, còn có bị can Phan Thanh Vĩnh Toàn, 39 tuổi, nguyên tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị và Đỗ Tấn Điềm, 60 tuổi, nguyên thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư nhân trạch. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai thi hành lệnh khám xét, thu giữ một số hồ sơ, tài liệu và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án. Đây là diễn biến mới nhất của quá trình mở rộng điều tra sai phạm tại dự án khu dân cư Long Tân, Phú Thạch, rộng 500 hecta tại huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. 4 tháng trước, liên quan đến vụ án, ông Quách Văn Đức, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư nhân trạch tổng giám đốc công ty cổ phần tín nghĩa đã bị bắt tạm giam về cùng hành vi theo công an tỉnh đồng nai các bị can trên giữ vai trò quan trọng trong việc cùng với quách văn đức thực hiện hành vi sử dụng tài sản công trái quy định của pháp luật gây thất thoát số tiền đặc biệt lớn